Nhưng mà mình mong muốn là khi mà lên top trending ấy, thì mình sẽ được gọi là đọc được những cái comment nhận xét, chứ không phải là những comment giống như love you from Australia hay là love you này kia. Hey, chào khán giả của Jan và ngày hôm nay Tú. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Hoa Minzy. Xin chào tất cả khán giả của Jan, mình là nhạc sĩ Phúc Tuyền. Thật ra để mà nói về top trending nha, hoặc có nhớ là cái năm 2018 á, là cái năm mà trending bắt đầu xuất hiện và phát triển á, thì cái hồi đó là Hoa nhớ là MV Chấp Nhận của Hoa là một trong những MV mà gọi là đạt thăng một. Một trong những MV gọi là bắt đầu khởi xướng về cái chuyện top trending ấy, là khi đó mà mình được thì mình cảm thấy rất là vui. Và sau đó dần Hòa cảm thấy rằng đến 2 năm sau là đến 2020 bây giờ ấy, và chuyển sang bị năm 2021 rồi, thì cái top trending nó đã dần dần qua cái thời kỳ cao nhất của nó về cái việc là sức hút rồi. Vì thường thường mọi người lúc nào cũng mong muốn đạt lên được cái top trending. Nhưng mà bây giờ Hòa thấy trên top trending á, là ngoài MV ca nhắn còn rất nhiều MV, những cái clip khác nữa, là không chỉ có âm nhạc ở trong đấy và có những clip mà họ cũng không hiểu sao mà nó lại lên được trên đấy. Nên là họ cảm nhận rằng là cái top trending bây giờ nó đã không phải là thời kỳ đỉnh cao nhất của nó. Nhưng để nói rằng là lúc nào Hòa cũng mong muốn để được lên top trending, nếu có đúng hay không thì Hòa nói là đúng. Hòa vẫn mong được lên, nhưng mà mình mong muốn là khi mà lên top trending ấy, thì mình sẽ được gọi là đọc được những cái comment nhận xét, chứ không phải là những comment giống như love you from Australia hay là love you này kia. Tức là mình không muốn những comment trending, mà mình muốn nó là những cái comment góp ý, kể cả chê cũng được nữa, nhưng nó là những lời nhận xét. Thì Hòa nghĩ đấy là lúc mà ba anh em và ekip chương trình thực sự thành công. Còn lại nếu mà mình chỉ lên top trending thôi thì nó hay lên hoài rồi mà quen rồi gì. Không, nó chỉ đơn thuần là như vậy, bởi vì quan trọng nhất với một người nghệ sĩ là được khán giả thực sự công nhận. Và ở cái show này cũng vậy, khi mà khán giả thực sự cảm nhận được từ trái tim bọn mình dẫn đến trái tim của khán giả qua âm nhạc á, mà lên được top trending và khi đọc được comment với những cái lời góp ý và những lời khen hoặc những lời chê, thì lúc đấy bọn mình nghĩ là nó mới sự thành công. Nói tiếp lời của Hà nha, thì là cái top trending nó không phải là tất cả, nó chỉ phản ánh cái độ hot của một cái viral trong một thời điểm thôi. Còn đối với những người nghệ sĩ đi đường dài và thực lực, thì quan trọng vẫn là cái bài hát đó nó sống được bao lâu và sức sống nó dài bao nhiêu. Cho nên ngoài cái top trending bây giờ thì tất cả các bạn xếp hạng như là Apple Music, Spotify, iTunes, đúng rồi, mọi người đang rất là chú tâm vào cái việc là mọi người giữ hạng và được bao nhiêu cái lượt nghe trên các pháp và mọi người quốc tế này. Thì cho nên là cái show này thì dĩ nhiên ai cũng muốn ai được cũng lên muốn top trending hết. Và quan trọng hơn cả là nếu mà những cái màn trình diễn của tụi mình á, nó được khán giả ghi nhận và nó có sức sống ở lâu, thì mọi người cứ mở nghe lại thì đó là cái thành công của sự. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Gian nhé. Em sẽ diệt Covid. Tên là gì? Bay. Thật đấy hả? Mình cũng không biết được là mình có siêu gì, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ con trai tận biển cả. Ở thế thì con trai tận biển cả.